my wife, okay? No. Muốn ăn mì nữa thì con ăn mì đi. You four? Sure. This is a Thai rice. No, not Thai. It's not a spicy one. Actually, I have a little bit. Higher! Higher! I don't know how to. Higher! Good. Cái gì mai mai đó. Okay. Mai cái cho mày bánh kẹo mày chắc cũng ăn. Dễ vậy. Lâu quá không nhận. Để đi. Four, five. Wow. There's so many of them up here. Six. Seven, right here, eight, right here. Nine. Right here. 10, 11. Come here, Emily. Take pictures. This guy is the one. Wow, beautiful. I like. Wow, đẹp chưa? Oh man, đẹp chưa? Nó mẹ tới là nó đi á. Thôi dí xác vô, đứng nè. Emily, look at me. Mom, look at me, smile. Emily, look at me. Smiling, one, two. Bố vô nè, vô sát mẹ. Ok. Rồi. Con đó, chỗ này đi với cái lick để câu cá đấy nha. Mình nó cười nha, ta đang say sưa nói nha. Làm gỏi cá cuốn bánh tráng. À, nếu câu được.
xin giới thiệu cả nhà đó. Đây là cái chỗ mà người ta cho thuê làm đám cưới ngoài trời đây nè. Đó, quay sơ sơ cho cả nhà xem nha. Đó, chị Hòa đang đi tham quan nhìn để sau này giới thiệu cho con cháu tới đây làm đám cưới nha. Đây là cái sân khấu này. Đó, cái xe du hô này họ chở đồ cưới tới đó, sửa soạn tối nay là họ chờ tổ chức đám cưới. Đây cái nhà bạc đây nè, mưa gió gì cũng an tâm. Đó, xa xa đó là cái chỗ camping đấy. Đó, mà các bạn thấy ở bên kia là nó có hồ câu cá, vừa rồi có quay đấy. Đây là khu rất là đẹp. Đó, họ nhận làm đám cưới nha, xin giới thiệu cả nhà đó, không ăn tiền đấy nha. Ok. Đây là khu quan khách dự đám cưới nè, bàn ăn họ sắp xếp để hết rồi đấy nha. Đó, còn đây chị Hòa chị đang ngắm cái bờ hồ đằng sau cái sân khấu đám cưới, rất là đẹp, rất hữu tình nha. Đây quay sơ sơ cho nha. Đó, chị Hòa chị nói bên kia có cái cầu nữa, thấy không? Đó, đám cưới mà cô dâu chú rể lên cái cầu đó rất là đẹp. Đây là cái hồ ngay đằng sau cái sân khấu này, hữu tình quá đẹp nha. Bà con nào có con cháu làm đám cưới nhớ tới đây nha. Chỗ này riêng tư nếu mà muốn làm đám cưới. Đây cái sân khấu này, đó hậu trường sân khấu đấy.